Ok, clip thứ hai mọi người. Clip này mình sẽ mở 1, 2, 3, 4, 5 cái món mà la lớn bên Nhật về nha. Rồi. Nói chung cái đống này thì đợt này nó tầm 40 cái rồi, 40 cái mà mình sẽ mở được lần one by one như là những cái lần trước nha mọi người. Rồi ok. À, đợt này mình về được khá là nhiều những cặp loa 121 mà vỏ xấu, mười vỏ xấu nên là dùng để mọi người làm những cái loa trợ lời hay nghe nhạc rất là tốt nha, và giá rất là mềm người. Giá đợt này mình về là một cặp là 2,2 triệu mọi người, một cặp 2,2 triệu. Và đặc biệt cái dòng này nghe nhạc hay hơn rất nhiều so với dòng 101 nha mọi người. 101 hay là 111 thì gần như không có cửa dòng này luôn. Dòng này là một cái dòng mà kiểm âm cao cấp của Bose, ngược giá xuất xưởng rất là cao luôn. Và đặc biệt cái con này, cái chất lượng của nó là siêu bền, là siêu bền. Mình nhập về hàng Nhật về từ nào giờ mình chưa thấy một cái cặp nào mà nó bị hư cái viền loa và cái màng loa, mọi người. Nghĩa là lúc nào nó hoạt động cũng cũng ok cả, dù cho bên vỏ của nó có bị hư hao thì cái này nó làm theo kiểu cái dòng loa cao cấp đó mọi người. Cái viền này là cái viền viền mềm mọi người, nên là nó bền bỉ lắm. Và cái này là màng giấy nha, đó mọi người thấy không, bên ngoài nó có bị bong cái lớp vỏ thì bên trong nó vẫn còn rất là đẹp, và nội thất là nguyên zin cả, người mở ra là bóng loáng luôn, nên là âm thanh nó còn rất là hay. Thì những cặp này những ai về dùng luôn cũng được, hoặc là muốn đẹp hơn thì có thể là ra ngoài tiệm dán đề can mọi người, dán lại hai cái mặt bên theo cái họa tiết hay là cái màu sắc mình thích, là về mình có thể dùng dùng nghe nhạc cho cái quán cà phê là cực kỳ hay và kinh tế luôn. Và đặc biệt những dòng này rất là bền nha người, rất là bền bỉ luôn. Rồi. Đó thì giá là 2,2 triệu một cặp nha người, và đợt này mình sẽ về được tầm 5 cái cặp 121 dễ người, 121. Đó là ai có đang có nhu cầu mà mua cái loa để nghe nhạc hay là dùng trong quán cà phê thì có thể là chốt chốt mua cái cặp này về nghe đảm bảo là thích luôn. Đây người đã bong hai cái bên mặt ra thôi, rồi còn lại thì nó nguyên zin nguyên bản luôn rồi, lưới đẹp luôn. Rồi để đây cho người xem nha, đó thấy không, cực kỳ đẹp luôn. Con này thì nó là một cái loa toàn giải nha người, loa toàn giải, toàn giải bass 12 nha mọi người. Rồi thùng tiếp theo. Ok, này là một cái bộ bộ quay sound top mọi người, quay quay 4 mọi người, con này là quay 4 mọi người. Đây gồm có một cái bệ mica và cái bệ sound top, rồi cái dây nguồn và cái khiển nha. Ok hết rồi, để mình mở cho mọi người xem luôn nha, mở cho mọi người xem luôn. Đây là cái bệ này là bệ đặt ở dưới này. Rồi tiếp tục sẽ là một cái bệ gọi là bệ wifi sound talk mọi người, sound talk. Cực kỳ đẹp luôn người, màu trắng 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 nha. Đây
Bow Music System 4 La Mã. Con này thì sản xuất Mexico, mọi người, Mexico. Rồi. Thì đây là cái nguồn của nó, nguồn zin, và đây là cái kiện zin của nó nha. Cái dòng này hiện tại rất là đắt, mọi người, rất đắt tiền, và nói chung âm thanh của nó cực kỳ hay. Và nó chơi được AirPlay và chơi được Wi-Fi nha mọi người, Wi-Fi. Tốt. Rồi, cái bộ này thì tới lên tới 10 triệu rưỡi này, 10 triệu rưỡi này. Rất là mắc người. Cực kỳ mắc luôn, nhưng mà rất là mắc. Nhưng mà bù lại thì âm thanh của nó miễn chê luôn, miễn chê luôn. Ai mà dùng cái bộ này để nghe trong phòng khách thì là nhìn vào là biết là biết chơi rồi, biết chơi âm thanh. Mọi người mà nghe một lần là mọi người sẽ mê mẩn luôn. À, tiếp theo nha mọi người, tiếp theo nha. Mình bỏ con này lên chỗ này cho nó gọn hơn. Rồi, ok, tiếp theo. Thêm một con đài Panasonic hơi vàng, nhưng mà theo mình đấu giá với đó thì con này nó chơi được đầy đủ chức năng, người chơi được CD luôn á, nhưng mà bù lại nó không có keng bằng cái con mà đợt trước mình về. Con đợt trước mình về thì nó màu trắng của nó còn mới đẹp hơn, còn cái màu này nó chuyển sang màu ngã vàng rồi. Nói chung con này thì nó nhìn nó khá là hoài cổ, thấy không? Nó khá là hoài cổ, nó dùng có hai cái loa là bass này, và hai cái loa tàn giải và hai cái loa treble. Âm thanh con này nhìn chung mình đã từng test thì rất là tốt mọi người. Nó sẽ chơi được cái CD này, rồi chơi được cái USB này, rồi nó có Bluetooth luôn mọi người, nó có Bluetooth luôn á. Và phía sau này có dây mạng LAN, mình sẽ thử kết nối dây mạng LAN vô mình coi nó sẽ chơi được cái gì từ cái mạng LAN này nha. Có thể là nó sẽ stream được một số thứ. Và đây là gồm có một cái khiển zin của nó, mọi người, khiển zin của nó đây. Rồi, và cái dây nguồn zin của nó luôn. Ôi, bộ này thì dễ chưng. Và đặc biệt con này nghe được FM Việt Nam, mọi người. Con này nghe được FM 108 nha. Con này về chưng làm cái đài nghe thì quá hợp lý, mọi người, quá hợp lý. Con nó làm cái đài nghe radio mà lâu lâu khách vào mở cái là đỉnh cao luôn, mọi người. Nhìn khá là độc lạ. Rồi ok, cái này có thể là một bộ 2-1 nữa này. Đúng luôn là 2-1. Tại vì hai cặp này mình mua chung một cái đại lý bên đó, nên là họ gói giống nhau nên là nhìn là đoán đó. Thì mình thấy bên Nhật họ ship hàng và chỉ gói đơn giản thôi người, nhưng mà cái cách vận chuyển của họ rất là chuẩn mực á, nó có cái quy trình nên là họ không có ném, nên là cái sản phẩm nó về nó nguyên vẹn. Còn ở Việt Nam mà mọi người gói như vậy mà giao đi thì xác định, nhưng mà xác định là tới nơi nó banh bét hết. Này thì tương đối đỡ hơn cặp này xíu, tại vì nó còn một mặt có cái miếng da. Ok, mọi người biết vì sao là cái hàng Nhật nó hay bị bung vậy không? Nó là do cái khí hậu bên đó có nhiều vùng nó rất là khô, mọi người, nó khô nên là cái những cái keo trong đây nó sẽ bị khô và nó bung ra và bong ra, chứ không phải là nó bị dạng như ẩm đâu người. Rồi ok, đây mở ra màn cho người coi màn qua nha. Màn qua con nào cũng còn đẹp cực kỳ luôn. Đó. Đó, màn qua là nguyên vẹn luôn, cực kỳ đẹp.
có 2,2 triệu thôi, bằng một cái cặp 101 à. Nên là những con này rất là đáng đồng tiền để mọi người dùng nha, cực kỳ luôn á. Rồi, món cuối cùng trong clip này nha mọi người. Đây là cặp loa Yamo 307 này. Bút xeo. Ừ, bả đã liền, con ăn trước đi. Rồi con này là cặp Yamo 307 nha mọi người. Mở đi mình xem. Mấy cái dòng Yamo này nào giờ mình chưa bao giờ nghe, nên là đợt này thấy cặp này đẹp đẹp, nên là mình thử mình về mình nghe cái chức năng của nó sao so với lại cái giá nữa, để mình đánh giá coi là nó có ok không. Ồ, cặp này thì nói chung là nó bị một cái vết trên đây, một cái vết trên đây, còn lại thì nó tương đối đẹp. Rồi đây, rồi đây là cái e-trăng nó dùng cái dạng nó chăm hút mọi người, đặt vô thôi cũng không phải chăm hút nữa, nhưng mà cái ghé vào là nó dính rồi, nó ghé vào những góc này nó dính rồi. Con này là một dạng bát lõm rồi, bát lõm viền này là viền gân mềm. Thì nhìn sơ sơ cái củ loa này thì nó giống như cái mấy củ loa của mấy con điền nông mà dòng e rồi. Màu cái này là dạng màu gỗ. Cái cặp này thì thực sự mà nói thì lúc mà mình đấu giá thì nhìn hình nó keng luôn, nhìn người ta chụp hình nó len keng, nhưng mà khi về thì không biết do vận chuyển hay gì, nhưng mà nó sẽ bị cứng và lưới nó cũng không có được đẹp lắm, giống như nó bị va đập không nghe, nó bị va đập khi vận chuyển sao á, có những cái vết này ha, có thể là do họ chèn lót không có được kỹ, là hai cái này khi mình vận chuyển đường dài nó rung, nó đập với nhau và nó bị vớt, mình khá là ổn. Rồi, nói chung cặp này cũng nhìn khá là lạ thôi, màu thì nâu gỗ. Con này 100 ohm lộn 100 quá 6 ohm mọi người, chơi cầu bi qua nha. Rồi ok. Căn này bị gãy rồi và họ chốt lại nên là nó sẽ không đóng lại được. Ồ, con này cái căn xấu quá. Rồi ok, nhìn cũng không đến nổi. Đó, rồi clip này sẽ có một cái con loa Panasonic Bluetooth và đài FMCD và USB này, nhưng mà mình cũng nói luôn là cái dòng Panasonic này nó đời cũ, nên là Bluetooth của nó thường là bị ngắt quãng người, nó hên xui nha, có lúc dùng được lúc không dùng được người. Nhưng mà nó chơi CD và chơi FM với USB khá là hay á. Còn cái này là bộ Bose 4 La Mã nha người.
SoundTalk như chơi được Wi-Fi và AirPlay nè, hai bộ loa Bose 101 và một cái cặp Yamaha. Rồi ok.